Có lọc sớm nha. Chắc có lọc nha. Có lọc sớm của một cô ở nước ngoài. Cô gửi cho gì chứ, cô đó không muốn nói tên. Sao kỳ vậy? Trời. Toàn là gặp mặt này là không nói tên, sao kỳ vậy? Tại vì người ta giúp, người ta không muốn để ơn. Để đúng ai rồi. Có nhớ không? Bông hồng có 4 gốc gai, cái này 9 bông lận 12 bông nha. Ghê mày tin quá. Không? Ghim vô đầu mày á. Đúng không? Không qua bà kia tặng đúng không? Bây giờ cái bà kêu... mà biết ba hưng chơi đỉ á. Cái cô đó nói, cái cô đó nói là lì xì cho chức. Nhưng mà cô nói gì nào chức đi, chức mắt đi hãy đưa. Còn... hỏi luôn, đi già. Cái gì? Ta cho kìa, tự nhiên khỏi luôn. Chứ xạo á. Xạo hả? Nói thiệt á. Nghe đồ gì chức qua năm mới chính mắt phải không? Khi nào? Đây. Trời 3 triệu hả? 1 triệu. Quá dữ. Gì 1 triệu? Người ta cho 1 triệu, người đó 1 triệu. Rồi. Cho 5 triệu luôn á. Đó, 5 triệu lần 3, ổi già đi. 5 triệu luôn ra. Ổi đi để tiền cho đỉ hả? Đó nó bị, mà để cho ta dụ nó 100 ngàn. Người ta cho gì chức 1 triệu của cái cô đó. Đừng đưa lên cháu ngoại chạy ra lấy á. Thôi vậy đưa con đi, đưa con giữ cho. Cháu ngoại mà thấy là chức chạy ra liền. Con giữ cho. Vậy thôi, vậy tiền này con bỏ bóp nha, con không đưa chức. Gì chức không lấy rồi. Chức không lấy rồi, bỏ bóp đi anh. Lấy chớp, còn không lấy cho con hay chớp. Làm gì vậy, làm gì vậy? Đó mọi người, đây là của một cô. Cô không cho biết tên nha. Sao tì vậy? Cổ không cho biết tên gì hả, không biết, không cho biết tên cổ, nhưng mà cổ cho con chức 1 triệu. Thì hôm nay quan ngồi đây, quan đưa cho con chức. Thằng cũng 200 nữa. Phải không? Nó cũng chức 1 triệu luôn mà. Thì cái này là con gửi cho chức 1 triệu của cô đó. Rồi cứ cảm ơn đi. Cảm ơn. Cảm ơn cô một cô Mạnh Hồng Quân. Cảm ơn một cô Mạnh Hồng Quân. Đó, đã cho hôm nay mình trúng số à. Đã cho em 1 triệu. Để em về cho cháu em. Không. Sao vậy? Đúng rồi, cho cháu đi. Chứ làm gì, chịu đi làm gì? Để uống thuốc. Ê, thằng trúng 200 lần qua, ta bao hết 300 mấy là rồi. Thằng bỏ ra 50 nha. 50 gì? Qua ta bao nước rồi bay hết 300 mấy à. Có uống đâu? Ai uống? Đủ má, vậy lần này uống nhiều là đủ má. Mày với thằng Định Tâm là rốt cuộc là đem qua đây uống hết rồi á. Ai? Thì dư 3 ly rốt cuộc đem qua đây. Đủ má, có uống thì đồng ý đi. Con không uống nha. Sao? Mày một chai nước suối, thằng này 1 ly. Tội nghiệp mập con ly à. Mà chưa kịp uống gì chức đi về rồi. Thôi là cũng uống rồi má, tao trả 300 mấy rồi. Con qua hỏi má đi nhà, cho bà qua bà dí của mày nha. Trời ơi. Đi mua. Mua quần áo mà ba mê con đỉ đó đó. Mua gài cái nút đéo được. Giờ phải đi cắt sửa hết hoàn toàn. Giờ phải mai nút. Đính chính nha, khúc đó có cái gì chất thử rồi nha. Mày chất không chịu thử. Không có mặc áo vú mà kêu coi thử tài hơn. Nó mê cái con nhỏ đó đưa vú cái đưa cái đồ gì nè. Ừ anh Hoàng, áo này đẹp nè anh Hoàng. Lựa. Còn Lâm thì đi lo dòm quần áo mà. Còn nói anh Quang, đồ này đẹp nè anh Quang. Đẹp quá mua về mặt bung vú hết trơn. Đó. Có Hồng Quang nó nói cái đồ nhỏ mặc quần màu vàng, áo màu trắng cãi của hoài. Cái cầm nó nói vậy nè. Cái đó là chức nó xạo nha mọi người. Anh Quang, em nó đẹp quá anh Quang. Vợ anh Quang nhỏ cười nghe nói vợ anh Quang khoái lắm cù hoài kìa. Đưa đồ cho anh Quang tới luôn, mấy này nhắm mắt lựa. Lựa. Ai lựa? Bữa đó ai lựa? Ai lựa? Mày lựa. Chịu chứ mới mua chứ. Tao chỉ nói màu xanh màu đỏ. Cái đó là ai lựa? Mày. Mày nghe anh nhỏ nói. Vợ anh Quang là đẹp quá, anh nhỏ cười quà. Nó cười cái anh Quang cười nhỏ đưa cái đù lên Quang quái lắm. Trời ơi. Nó nói vợ anh Quang nè mấy chị. Mày nói xấu hoài luôn đúng không? Gì? Là chịu có lấy đúng không? Giỡn mặt mày vậy. Giờ nói xấu nữa đi. Nói nữa đi. Ê anh Quang đẹp trai đi. Xem qua đẹp trai thì Quang đưa tiền cho. Ham ăn sô-cô-la lắm á, đéo được viên nữa. Trời bữa thấy trước đem về mà nguyên hũ luôn. Nguyên hộp luôn. Nó giấu mẹ nó đâu chờ ăn. Cháu ngoại. Trời ơi. Nó nói qua là nó cũng cũ vợ đi từ lần. Đường ai cho chức ăn nó canh ông nội nó mở cũng lành nó cũng nói vậy đó. Ông nội không được ăn, cái này của con học võ để đánh người ta. Ghê vậy? Ờ.
bà lớn mà má nó sáng lấy vài chẹn quýnh bít nó anh trời. Rồi cô ơi, nếu mà cô có coi clip này là con có gửi cho con Chức 1 triệu rồi nha. Đó, con đưa cho con Chức cầm nha. Nè, từ từ. Con đưa cho con Chức nha cô. Đó, con gửi con Chức. Rồi. Rồi, con gửi nha. Cảm ơn đấy nha mọi người. Rồi sao? Giờ nói nghe. Giờ, ủa sao mày biết ra bến xe nhỏ gạt vậy? Trời ơi, mày ở nhà sao mà để cho thằng Lâm vậy? Thôi được rồi. Mày ngu quá vậy, thằng Lâm nó mê gái rồi mày đưa. Cắt luôn. Nói nghe. Giờ mày chở ra. Lâm mê gái, Lâm có nựng nhỏ được cái nào không mà có 1 triệu. Mày tính Toàn. Hả? Ông Toàn. Hả? Ông Toàn đi lắm. Hôm qua sao mà nó đưa 1 triệu vậy? Tặng 1 triệu nè, đó. Rồi giờ cảm ơn cô đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Lại la. Nói nghe nè. Rồi. Rồi nói đàng hoàng. Cảm ơn Đường Quân nè. Rồi cảm ơn cái cô đó đi. Cảm ơn cô Mạnh Đường Quân. Đi không nó kêu. Cảm ơn cô Mạnh Đường Quân kìa. Cảm ơn cô Mạnh Đường Quân. Đó. Đi không nói cảm ơn nữa. Chưa có cảm ơn xong. Mạnh Đường Quân ra coi. Rồi. Rồi. Xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người đi. Rồi. Đi ra 7 số. Đi. Đi ra 7 số. Đi. Nó kêu cà lũ bà nó đi. Đi. Áo đi bọng bọt. Té đâu dép. Đụng má mày té. Đi ra 7 số. Đi ra 7 số. Đưa dép. Kêu cà lũ bà nó đi. Sao đâu ông. Mày coi vĩ mà. Đi bán giấy số đi. Mệt quá. Đó ta cãi lát da kệ cho nghe. Đủ má chơi. Ê bà có tiền rồi các bà xua đuổi tôi dữ vậy. Ờ. Ủa người bà đâu kỳ vậy bảo luôn tôi không? Không. Tối sáng ba thằng vô hẳn tao chồng. Rồi rồi. Trời ơi có ba bằng kêu ra sớm quá. Bây giờ có tiền xong rồi đó bắt đầu các bà xua đuổi. Lan Quế Phường nha. Lan Quế Phường mấy em ơi. Nè mà giấy số đi trời. Rồi. Rồi hả? Số không? Mày vô duyên quá. Nè quán, mấy mốt mua đầm này cho em chụp hình đi. Trời ơi. Cái đầm giống vậy nè. Ba mặt đầm giống vậy hả? Ừ. Đâu hỏi chị ở đầm mua ở đâu? À, Bình Thành. Trời sao hết? Lan Quế Phường nha, 258 nha. Nó mới trúng số 200 nữa nha, lát cho 50. Lan Quế Phường không phải tầm thường nha. Ủa mà tưởng bà đẹp lắm mà, tự nhiên cái cho bà 50. Sáng ăn phở, chiều ăn cái viên chiên nha, của Công Phường. Nè thằng trúng 200 này, 200 thằng kia 200. Thằng này cũng 200 nè. Trúng hết dắt qua uống cà phê đi. Dạ ơi. Bay đâu à? Nó mê nó bị nhỏ. Nhớ một. Nhớ một. Nhớ một. Nhớ một. Số không chị? Đi vô ngủ luôn đi. Đi đi. Thôi số không? Hết tiền rồi. Trời ơi chán chết thôi. Mặt đầm đẹp mới hết tiền. Trời ơi. Số không anh? Chớ không? Mời có một chị này à, không mời mấy anh. Anh Việt Kiều. Việt Kiều á. Ừ. Thấy con hai tờ mà trúng. Mua đại lốc vậy đi chia chị đi em. Mua hết lốc đó đi. Có nhiều quá. Trời, có 120 nhiều. Trúng nhiều quá. Mua ông anh đẹp trai. Trời, nhóc đã ghê không? Sức phấn nhiều là đã lắm á, nhóc này. 22.000. Mua 4 cờ đi. Cờ lấy 4 cờ. 50 lấy luôn đi. 50 phải đưa thêm 5.000 mới đủ có 5.000 không? Nè 3 cờ nữa đủ 11.000 cờ. Thôi đi vô chưa có khách. Chốt anh trai đẹp này không mời đó chốt. Mời rồi ảnh không có mua. Trời ơi, này ngủ ở nào vậy trời? Đau lũi đầu da vậy? Để kể nghe. Cái nó bật hình ba nó lên. Nó hỏi chịu ba nó, ông ba nói tao kháo đồ bồng đi. Quang. Vậy nếu mà chất chịu ba của ông Quang là chất là má của ông Quang chất ngon à? Ừ, ngon lắm. Mất gì mà vô lục bóp vậy với mấy ông nội. Mà
nào giấy số hôm nay có số nào đem ra trình bày đi, con quảng cáo trên mạng lát rồi người ta coi được cái clip này người ta ra tao mua ủng hộ cho. Hôm nay đem nhiêu cỡ nữa? 379 gì không? Đừng tài gì không? Nhiều lắm á. Cỡ chủ nhật mới được hai. Chủ nhật á. Bữa nay đem sơ sơ số đi, đồng sơ sơ số thôi. Chứ đồng sơ sơ giới thiệu sản phẩm đi. Kêu gọi trên mạng lát rồi người ta ra tao ủng hộ cho. Thì bán cho tới chủ nhật nó mới được hạ xô xuống nè. Cô quay trúng 438 nè, dựng giấy rồi đó, đổ ra đây lặt đi. Nè, 84 nè, 34 nè, 67 nè mọi người, 64 nè, 56 nè, 06 nè. Ê không, con nói tối mày ghé lại là con đi rồi. Con nói nè, đủ má mày chém chết mày con, Lâm nó bị gạt. Nhiều lắm mọi người ơi. Không còn chứ. Đi đây. Còn không? Còn cọc à. Hôm nay về chất lấy nhiêu tờ? 600. 600 hả? Đã nói tới chủ nhật á, cái hai nó mới hạ số. Nãy thằng đó lại tao dí nó tiếp á. Thằng đó đó ăn quen, được ăn quen. Cái thằng mày gì chết bỏ vô số hả? Ờ. Sao không bỏ cho nó ổn nữa? Mày đắp vô 200 mỗi ngày đi. Sao vậy? Ổng mét con rồi, chứ không bỏ vô số nữa. Mày nó giả nó chết mẹ nó cơ. Nó là quỷ á. Tao thấy người ta cũng khen ổng à. Nó ổng giỏi, ổng đi bán phụ hoa đồ trùm thì kỹ nữa. Hồ thì kỹ chứ anh. Chơi đầy giống mày á. Trời ơi. Đi chơi đầy giống mày á. Trời ơi. Anh chết chết danh luôn á. Đúng rồi, chết. Chạy đâu cho thoát. Chết danh luôn rồi. Đó mọi người, vị chất mở giấy số ra đó mọi người. Đó, có toàn số đẹp không mọi người ơi. Hey. Đi đi. Hey, cái số ế này. Đầy giờ bị nói gì luôn chết. Đầy vô gì, mày với Lâm á bị gái hạ nhiều lắm. Thật ngu quá. Một cái gì nữa. Đã nói ai ơi. Cũng thương, ai cũng giúp, giúp ẩu, giúp cả. Gì? Nãy ăn bánh bèo ngon không? Mặn lắm má, dở lắm, bữa nào mua bà này cho mày ngó nè. Dứt xúc sắc luôn. Nãy bà Vĩnh Kinh nó mua hết rồi. Ai kêu nãy, nãy bỏ nó mắm nhiều vô ăn chơi. Mặn chát. Nè, có 11 nè. Ừ, quay mua số, quay mua. Mấy anh kia mua số của người lạ. Anh nào? Em bốc thăm á, em, Quang, bà... Qua Lâm có lấy không? Hả? Cái gì á? Nghĩ gì hả? 18 á. 81. Số 81 quá. 481 á. Cảm ơn chú không? Cho đi coi cho. Qua cái anh dịp tối á.